Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu cho bác những cái sản phẩm ở đây bao gồm có 4 con bi, 2 con bi của hãng Pioneer. Con này thì em thanh lý rẻ như ngang, rẻ hơn cả con bi tàu luôn đó nhé. Con bi Pioneer A505 này và dưới là con A535. Ở trên là con Onkyo 9M, đây là cái dòng thiết kế rất là sang trọng và size nó size nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn đó nhé. Bass check, super bass đầy đủ hết. Ở dưới là một con âm bi của hãng Victor. Riêng cái dòng này có, giờ đây là dòng 2 kênh có giải mã quang của hãng Victor, bass check lao lướt đầy đủ hết. Và đây là một cái bộ dàn phân khúc mini. Đây là cái bộ dàn mà các bác nghe trong phòng làm việc hay là phòng ngủ rất ok luôn, vì dòng này nó có điều khiển chỉnh bass check và cả AHB Pro là chế độ tăng bass nữa. Đèn màu có thể điều chỉnh được hết, rất nhiều màu sắc. Phân khúc mini và giá thành chỉ hơn 1 triệu chút thôi. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác một con đi rẻ ngang hơn cả âm đi tàu A505. Con này đánh 4 con sò Toshiba cỡ lớn, chơi bass 30 ok, ghép vang karaoke cũng được. Và tại sao nó chỉ có giá 1,2 triệu thôi? Thì đây là con mặt nhôm màu đen, chỉnh bass check và lao lướt đầy đủ. Con này có hai đặc điểm, đó là đầu tiên cái núm này không phải núm của nó, núm này là núm lai của con âm đi khác. Thứ hai là cái chiết áp này cũng đã phải thay lại để vì vận chuyển nó bị gãy rồi. Mất cái lúm nó gãy cả cái chiết áp rồi, cũng đã lại phải thay lại thay mới. Nội thất thì con này thì vận chuyển về nó bị cong mất cái tấm ở đệm ở dưới thì nó bị gãy mất cái chỗ này các bạn nhỉ. Chỗ này nè. Chỗ này nó chỉ có vài cái mạch đơn giản thôi. Thì cái này thì hàn lại nó rất đơn giản, không có gì cả. Còn lại sò đây các bác nhé, sò Toshiba cỡ lớn, hai xanh hai đen, dòng này dòng size cỡ lớn đấy bác, chơi bass 30 ok. Hai con tụ lọc nguồn của hãng Pioneer, cái này là cái kiểu cao su đệm cái nắp máy thôi, đây là nó bị bung ra thôi chứ không phải là trông hơi lem nhem tốt thôi, nhưng mà chỉ là cái tấm đệm thôi các bác nhé, bị bung ra rồi. Đây cầu loa cỡ lớn Pioneer 100V, công suất 180W nhé. Điện ở đây là dòng âm đi 2 kênh, trở kháng loa là AB là từ 6 đến 16 ohm, chơi tốt dòng loa bass 30. Cổng CD, Tuler và AUX. Đấy, con này chơi tốt bass 30, con này em thanh lý rẻ. Tất cả linh kiện sò giếc, linh kiện chỗ này là zin hết nhé, chỉ có mỗi thay lại cái núm volume. Đấy. Bát check chỉnh ok. Đấy. Đây là cầu loa AB các bác nhé. Ở đây là tăng lao lướt này. Đấy. Thanh lý giá siêu rẻ cho các bác luôn, chỉ có 1,2 triệu đồng. Kích thước của âm ly chiều ngang 43 cm, chiều cao 12, chiều sâu 33. Đấy. Chỉ có núm là thay một, không phải núm của nó này. Thứ hai là chiết áp cũng đã phải thay. Thứ ba là không bị đứt một tí mạch ở phần công suất kia, thì nứt cũng chỉ vài cái mạch đơn giản thôi thì đã hàn lại ok rồi. Một con đi siêu rẻ luôn các bác nhé. Đấy. Đây là chọn cầu loa nhé, CD này. Đấy. Bác lưu ý chỗ này chữ CD Direct thì lúc này bass check nó không có tác dụng đâu, các bác phải ấn bỏ nó ra thì bass check không có tác dụng. Siêu rẻ cho con âm ly Pioneer A505 này, 1,2 triệu đồng, không bao ship các bác nhé. Đấy. Tiếp đến phía dưới là con âm ly Pioneer A535, các bác đợi em nhấc em tháo cái nắp máy ra. Con A535 này thì kích thước chiều ngang 42 cm, chiều cao 13, chiều sâu 34. Kích thước của âm ly thì nó còn là đẹp xuất sắc luôn rồi, chỉnh bass check đầy đủ, cầu loa AB A cộng B, các đường tín hiệu vào input select đây và có lao lướt đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, con này thì đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100% cho các bác. Con này thì em bán với giá 2,8 triệu đồng, tản nhiệt tổ ong, 4 sò Toshiba cỡ lớn các bác nhé. Tàu này chơi bass 30 ok luôn. Điện 100V, công suất là 160W, Pioneer A535, các đường tín hiệu phono, line, tuner, CD. Dòng này có cả cầu chữ U này. Trở kháng ghép loa rất là rộng, từ 4 đến 16 ohm.
A cộng B là 8-32 ôm. Con này cầu đo AB, AB phía trên, A phía dưới. Con này chơi tốt một cặp bát 30 và chơi hai cặp bát 25 đánh ok các bạn nhé. Máy móc thì zin nguyên bản, mặt nhôm màu đen, cầu loa AB đây, A cộng B. Bát check đầy đủ, ba lăng chỉnh đồi lao lướt các kiểu đi đấy, chế độ ngắt bát check, tín hiệu line in và volume tổng 2.800.000 đồng và giá trên không bao gồm phí ship. Chỉ với 2.800.000 đồng của bác có âm ly chơi bát 30 của hãng Pioneer, một trong những cái hãng thương hiệu rất là uy tín, hay là gọi là rất được các bác ưa chuộng từ âm ly đến loa ở Việt Nam mình. 2.800.000 đồng không bao ship, âm ly thì đẹp xuất sắc, zin nguyên bản hết. Tiếp đến cho các bác là Columbia của hãng Onkyo. Con này thì kích thước chiều ngang 27, cao 12, sâu 32. Ở đây sẽ có lúm chỉnh về các cái bộ phận tôn, tông được chỉnh bát check, bát check, và ở đây có tăng super bát cầu loa AB. Đây nó có sẽ đèn sáng cầu loa A, cầu loa B các bác nhá. Đấy. Ở đây là đường input selector, là đường tín hiệu đầu vào. Đấy, các bác cắm cái đường tín hiệu nào thì các bác chuyển đúng tín hiệu đấy, line 1, line 2, type MD, phono, tuner, các kiểu cái loại luôn. Một combi thiết kế đậy nắp vào, cái cân xứng một núm ở giữa và hai núm ở hai bên, rất là đẹp. Giá cho combi chỉ size nhỏ nhưng mà có võ, giá 2.800.000 đồng. Âm ly này có thể chơi những dòng loa bass 25 được, Onkyo tụ lập nguồn, 4 con sò Saken 1 vít, máy móc thì vẫn là zin nguyên bản. Điện 100V, công suất là 120W, made in Japan, 922M, âm ly stereo, âm ly các đường tín hiệu đầu vào các bác nhé, tuner CD line 1, line 2, cầu loa AB, trở kháng là từ 4-16 ôm các bác nhé, đánh rất là rộng, A hoặc B sẽ là 8-16 ôm. Đấy, một có những âm ly trở kháng đánh rất là rộng, các loa các kiểu nó đánh đồng bookshelf hay loa lớn cũng đều rất ok với cái âm ly Onkyo 922M này. Size tuy size nhỏ thôi nhưng mà bày rất là sang trọng các bác nhá. Tiếp đến cho các bác là con âm ly Victor AXZ521. Kích thước chiều ngang là 44 cm, chiều cao 15, chiều sâu 37, giá 3.200.000 đồng. Riêng con này có đường giải mã quang Digital Optical Digital. Đây là dòng âm ly 2 kênh các bác nhé, có chỉnh bát check các thứ đầy đủ, cầu loa 1, 2 và dòng này có chế độ đánh B-Wiring này. Đấy. Bát check đầy đủ các đường tín hiệu analog, phono, tuner, AUX đầy đủ, CD, riêng đường này là đường giải mã quang. Ở đây sẽ có một cái núm chỉnh, núm volume chỉnh super bass thôi nhé, super bass, ba lăng cơ chỉnh về loa, mặt nhôm màu đen, hình thức của rất đẹp, ruột gan đẹp sạch sẽ luôn. Âm ly có điện là 100V, công suất là 150W, made in Japan. Đường loa từ 6-16 ôm, chơi tốt, dòng loa bass 25 trở lại các bác nhé. Ở đây có cả hỗ trợ đường cầu chữ U này. Đây là đường cổng quang CD, CDV. Đặc biệt thì cổng quang này nó có các xuất cả đường tín hiệu ra ngoài để các bác chơi sang cái âm ly khác được các bác nhé. Các cái đường LED, LED này là đường lấy tín hiệu giải mã quang để xuất sang âm ly hoặc để khác các bác nhé. Đấy. Các đường analog tín hiệu vào do duy nhất một cổng quang thôi, hàng made in Japan. Đấy. Ruột gan thì con này em cam kết sạch sẽ, nguyên zin nguyên bản. Giá 3.200.000 đồng không bao ship. Đã test hát ok âm ly rồi. Đấy. Các bác yên tâm. Cuối cùng là một cái bộ dàn để các bác có thể chơi vào phòng ngủ hay bàn làm việc. Con này có cả FM luôn. Vệ sinh môi trường FM 108 các bác nhé. Đường tuyến phố, ngõ nhỏ đều vang lên tiếng leng keng,
cùng tiếng chổi quét rác. Con này đổi màu, cũng rất là hay, có thể đổi màu trên khiển. Và một cái cảm ứng ở trên này các bác này, ở đây chưa có một cái đúng cảm ứng này. Đấy, màn hình sẽ đổi màu ở trên này, cảm ứng luôn. Hoặc có thể điều chỉnh ở trên khiển này các bác nhé. Trên khiển này có điều điểm đúng rác. Đây là cái khiển học thôi. Đấy. Có chỉnh các thứ đầy đủ. Con này thì chạy tốt CD các bác nhé, CD chạy ok. Chỉ có MD thì nó không chạy, mới lại cái băng dây thì nó lâu quá rồi không chạy thôi. Đấy thì con này chạy tốt CD. Cấu hình loa ở đây sẽ gồm có một bát 10, con này bát 12 cm và một chiếc giấy mà carbon gân cao su zin. Cái căng về đầy đủ các nhá. Đấy, căng đầy đủ luôn. Tổng thể cái bộ dàn này có kích thước chiều ngang 44, chiều cao 20, chiều sâu 33 các nhá. Đấy. Dòng này có chỉnh bát jack thì chất âm của nó quá ngon luôn trong tầm giá. Đây chỉnh bát jack đây các nhá. Đấy. Bát jack cộng trừ 5. Thành duyên nợ. Hai hướng đời. Và ở đây sẽ có một cái núm SURC, đây là cái chế độ tăng bát AHB Pro, đặc trưng của các cái dòng Victor các bác nhé. Đấy. Đường di vãng vẫn còn ôm nhung nhớ, sao anh lỡ đành quay mặt ở thờ để tình ta như giấc. Ở phía trước sẽ có một cái cổng line in và cổng line out. Line in này thì các bác cắm cái đường 3.5 ấy, như cả các cái dàn cắm điện thoại thì các bác cắm để nghe được qua đường điện thoại. Ở đây layout này, layout có một cái đặc điểm hay đó là các bác có thể lấy tín hiệu từ CD hay là FM đường out này, các bác xuất sang cái âm ly khác hay bộ dàn của âm thanh khác. Line in layout. Chỉnh bass jack đầy đủ. Model QX1. QX1. Con này thì điện 100V. Công suất ở đây nó ghi 55W này. Con này được sản xuất vào năm 2007 các bác nhé. Loa thì đẹp góc cạnh luôn. Đấy. Những cái dòng dàn đời cao thì thường lắp ráp ở Trung Quốc hết các bác nhé. Không chỉ Victor đâu, Pioneer hay là Sony, Kenwood kiểu các cái hay được đặt ở nhà máy ở Trung Quốc. Nhưng Victor công suất là 20W một loa. Đấy. Chơi tốt những cái phòng diện tích tầm 20m2 trở lại, trong cái phòng ngủ hay là bàn làm việc. Loa đẹp zin nguyên bản hết, đã chạy CD ok, FM có, được cắm điện thoại có. Giá chỉ có 1.200.000 đồng cho các bác, để các bác có điều khiển, để các bác tiện sử dụng hơn này. Chỉnh bát check và tăng bát đầy đủ này. Một bộ dàn chất âm hay, vòng Victor này thì chỉnh bát check với tăng thêm bát thì nghe quá hay trong các cái phòng diện tích tầm 20m2 trở lại các bác nhé. Các bác ngoài thì đã cho em qua số điện thoại 0961255. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.